Tập 13. Pháp sư, nguy rồi, gặp phải giặc ngoại xâm, thần Thổ Gia tay phù rồi. Chuyện gì vậy? Thổ Thần Gia chính là nam tế chủ, vì nữ thần mỗi năm phải giết mỹ nam tử tiến phụng đó. Hả? Mau lên, mau lên, chạy đi. Nhìn lên, nhìn lên. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đuổi theo, đuổi theo, mau lên. Đuổi theo, mình có chiến kìa, mau lên, đuổi theo, đuổi theo. Đuổi theo, mau lên, đuổi theo. Không ngờ ta vạn lý tây hành, giờ lại lọt vào tay bọn người này. Xem ra kiếp số đã định, chắc do quyền trang ta vô duyên. Đứng lại, 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 đứng lại chưa? Đứng lại, đứng lại đó, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Các người muốn gì? Các người muốn gì? Sư phụ để con. Các người giết. Các người muốn gì chứ? Hả? À, được lắm, đúng, chính là hắn. Chính là hắn rồi, đi. Ông ta là cao tăng đại đường đó, với ông ta không may mắn đâu, hãy giết ta đi. Cái gì? Đồ ăn nói hàm hồ. Đây, đi, đi. Ê, không may mắn đừng có nói bậy. Đi, 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 đi mau, đi, đi mau, đi, đi mau, đi, đi mau, đi mau. Đi. Các người không cần động thủ, để ta tự đi. Các người đứng sang một bên. Để ta tự đi. Tự đi. Các người hãy thả họ ra đi. Để ta an tức nhập định, ra đi vui vẻ, có được không? Ngươi được chọn gả cho Mạc Nhĩ Tư là phúc của ngươi đó. Người khác muốn cũng không có được đâu. Đây chính là phúc đức của ngươi, biết chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ à? Trở ra đây, trở ra. Sư phụ. 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 Hả? Được. Khai đao. Người dám giết cao tăng đại đường, Phật tổ sẽ phẫn nộ. Cao mau thả người đi. Ủa, sư phụ của ngươi là người gì hả? Không phải đã nói rồi sao? Sư phụ của ta là pháp sư Đại Đường Quyền Trang, là tướng sĩ La Hán, được chư quốc ai ai cũng kính nể. Người giết ông ta để tế thần, các ngươi cũng không sống nổi đâu. Còn không xin ông ta tha tội cho, nhanh lên. Cao mau giết đau đi, để mà nghe sư phụ ta giảng đạo. Bỏ đi. Phật tổ từ bi sẽ không dám tội các ngươi. Các ngươi chỉ cần về tuyên truyền Phật pháp sẽ được bình an. Đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư. A Di Đà Phật. Các ngươi mau về đi. Công nguyên năm 631, Đường Thái Tông Tinh Quang năm thứ 5, Quyền Trang 32 tuổi. Trải qua 2 năm du học lặn lội, đi khắp nơi thăm cao tăng đại đức, chiêm ngưỡng thánh tích Phật tổ, học hỏi giảng kinh, nổi khắp Ấn Độ và các nước. Cuối cùng, vào tháng 10 năm ấy, đã đến được tối cao học phủ của Ấn Độ, Na Lan Đà Tự, ý kiến Pháp sư Giới Hiền. Pháp sư Quyền Trang đến từ Đại Đường, đã đến vườn Bồ Đề rồi. Các con đều biết cả chứ? Dạ biết.
Thưa Pháp Sư Giới Hiền, đệ tử đã cho người ra nghênh tiếp Pháp Sư Huyền Trang rồi. Huyền Trang đến từ Đông Thổ Đại Đường, trên đường trải qua nhiều gian nan hiểm trở, nghĩ thôi cũng biết được. Điểm khác biệt của Huyền Trang so với Sa Môn Chi Na trước đây là khi Ngài đi đến đâu học hỏi đến đó, phát huy Phật Pháp, lực đạo chúng sinh. Ngài học hỏi không phân tông phái, giáo hóa ngay cả kẻ trộm cắp, đi khắp các quốc gia. Ngài đi đến đâu đều được mọi người yêu mến. Còn nữa, Huyền Trang đối đãi bình đẳng với Đại Tiểu Thừa, cách cư xử quang minh lỗi lạc. Giờ đây danh tiếng của người đã truyền khắp Ấn Độ, không hổ danh cao tăng đại đức. Điều này các con đã biết rõ chưa? Đệ tử đã biết. Ba năm trước Phật Tổ đã báo mộng cho ta, bảo rằng có một vị nạp tăng muốn học hỏi ở ta. Tin ra Huyền Trang từ Đông Thổ tới đây quả nhiên đúng ba năm. Huyền Trang vừa đến lập tức thông báo cho ta. Chuyện này thần kỳ, này thần kỳ quá, thần kỳ thật đó. Rất thần kỳ, đúng rồi, lạ thật. Các con nghe rõ chưa hả? Xin nghe lệnh sư phụ. Sơ suất sẽ bị phạt đó. Dạ. Đây là Pháp Sư Giới Hiền. Huyền Trang ở Đông Thổ Đại Đường bái kiến Pháp Sư Giới Hiền. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngưỡng mộ Pháp Sư từ lâu, tự gặp núi Tu Di. Hôm nay được thấy dung từ, không lời nào bộc tả nổi. Chỉ biết nén vui mừng. A Di Đà Phật. Mời Pháp Sư đứng lên. Mời Pháp Sư đứng lên. Pháp Sư đến đây muốn học kinh luận gì hả? Trước tiên theo thầy học Du Già Luận. Đúng là đệ tử của ta. Pháp Sư, Du Già Luận có thể truyền bá ở Đại Đường không hả? Đại Thừa truyền vào Trung Hoa, không tông trước, hữu tông sau. Nội dung ý nghĩa đều khiếm khuyết. Ba thầy đến Trung Hoa mỗi người chấp một ý, nội dung trong đó bất đồng. Đệ tử học hỏi các sư, mỗi người khi nghe truyền thụ nội dung đều không giống nhau, nên quyết đi Tây để giải tỏa nỗi nghi vấn. Hôm nay đã được toại nguyện. Cả một kho tri thức Pháp Sư đều muốn học hết sao hả?
Bần tăng nghĩ hai phái đối chất tranh luận không ngừng, mỗi người một ý, không ai nhường ai. Đại sư có tam luận thông bách gia, Huyền Trang nguyện học 18 bộ và Tục Điển, Huệ Đà, Nhân Minh, Thanh Minh học, Y học, nghiên cứu tất cả, học hết quyền cơ diệu ý của các phái và mong thông hiểu hai bộ. Nguyên như không hữu, quy về gốc của Phật tổ. Ý chí vĩ đại, ta nguyện dốc hết kiến thức, truyền thụ tất cả. Mau truyền xuống dưới, chọn ngày giảng kinh, Du và Luân. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Tạ giới hiện đại sư. Pháp sư mời. Mời. Đây chính là kỳ tòa cấp cô độc viên. Chắc vậy đó. Chúng ta vào xem. Chúng ta vào xem đi. Xem này, ở đây quang vắng quá. Phải đó. Ý, có một vị pháp sư qua đó hỏi thử coi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Dám hỏi sư phụ, ở đây có vị đại đức nào tinh thông về một bộ kinh không? Chùa này không thể sánh hàng với đại pháp sư. Nghe nói có Bà La Môn và Thiện Nhân Minh, trong nước không ai không biết, nhưng với Phật gia thì... Dạ biết rồi, đa tạ sư phụ, chúng ta tự tìm đi. Không đúng là quá gấp gáp, cả địa chỉ danh tánh cũng chưa biết, con làm sao tìm được? Sư phụ à, người nói ra như vậy làm sao mà tự con ra chứ, việc này cứ giao cho con. Con xem con thiệt là... Sư phụ, Ngài Giới Hiền đã chuẩn bị phòng khách cho chúng ta rồi, mời chúng ta quay về đó. Hắn hơn còn 2 tuổi, chững chạc một chút đi. Truyền ý với Hiền đại sư, làm cho pháp sư đại đường Huyền Trang là hán quả 20 quả, đậu khấu 20 quả, một lượng dung não thơm, 5 cân gạo đại nhân, mỗi tháng 3 lít dầu. Các loại rau quả ngài dùng tùy ý, vì lau dịch không cần phải làm. Ra ngoài thì cởi voi, ban cho một bột dịch Bà La Môn. Ở thượng phòng, A Di Đà Phật. Mấy thứ này là đậu khấu 20 quả. Đa tạ với Hiền đại sư, không cần bột dịch đâu, cũng không cần đổi phòng. Pháp sư à, nghe nói các chiêu đãi này ở Na Lan Đà Tự và Tín Luân sư phụ mới được 10 người. Người Trung Quốc trước đây không có tiếp đãi như vậy. Giới Hiền pháp sư rất là biết nhìn người, đây là hậu ái đối với đại sư. Sư huynh đệ hai con cũng nhờ sư phụ mà thơm lây đó. Chợt nghĩ những người theo ta thỉnh kinh, họ bỏ gia đình sự nghiệp, chịu nhiều gian khổ sống chết cùng nhau. Ơn này khó trả. Ngộ Không, Ngộ Tuệ, các con không phải cũng vậy chứ? Các con không thấy được tình nghĩa của họ hay sao? Ai nói Phật pháp vô thường, những ân ân quán quán cũng làm người ghi nhớ trong lòng vậy. Chư pháp vô biên là thật, và lòng từ bi vẫn là tình. Người không phải cỏ cây sao vô tình được? Chỉ có chí tình mới thành chí thánh. Huyền Trang học ở Na Lan Đà Tự được 8 năm.
hoàn thành ngôn hành các bộ tông học phái kinh luận, còn am hiểu và tinh thông tiếng Phạn, đồng thời còn học tục điển Vệ Đà, còn có thanh minh, nhân minh, y minh, số thuật, vân vân. Với học vấn uyên thâm và sâu rộng, nhân phẩm cao thượng, tài biện luận xuất chúng, được sự khâm phục của hơn một vạn tăng ở Na Lan Đà Tự, danh tiếng truyền xa ngũ Ấn Độ và đã trở thành ngàn bộ luận chủ có vinh dự cao quý. Ngô Tuệ, dạ? Con đi xem có ai không. Có ai không? Là Hòa Thượng. Nè, Tiểu Thư à, Tiểu Thư, Tiểu Thư ơi, Tiểu Thư, đừng đóng cửa. Tiểu Thư, có gì không? Chúng tôi là Hòa Thượng đến từ Đại Đường, đặc biệt đến học hỏi Đại Đức đó. Phụ thân đang đọc kinh, các người đợi một chút. Sư phụ à, người xem. Tiểu Thư, Tiểu Thư ơi. Nè, không phải kêu mọi người đợi sao? Chúng tôi là Hòa Thượng Đông Thổ Đại Đường, muốn đến tầm sư học đạo. À, tầm sư học đạo, vậy xin mời vào. Đa tạ Tiểu Thư. Mời thầy. Tôi đi thông báo, mọi người đợi ở đây một lát. Chúng tôi đợi ở đây sao? Đúng, phụ thân tôi không thích bị làm phiền, xin đợi một lát. Sư phụ, người xem. Hai con tuyệt đối không được nôn nóng, kiên nhẫn chờ đợi mới có thành ý. Nhập gia tùy tục, đến nhà người ta thì phải nghe người ta sắp xếp. Hình như đại sư đang ở trong căn phòng đó đó. À, đi. Ê, ta không biểu các con đi. Dạ. Ừ. Bên ngoài có Hòa Thượng đến từ Đại Đường muốn đến thỉnh giáo cha. Con đã kêu bọn họ đợi ở ngoài rồi. Cha, trời sắp mưa rồi, lão gia này khó quá vậy. Đúng đó, để chúng ta đội mưa, không cho chúng ta vào, thiệt tình. Còn để bọn họ ở ngoài đội mưa một chút. Sao vậy? Người ta là khách đến từ Đông Thổ Đại Đường, tại sao con lại làm như vậy? Mau mời bọn họ vào đây. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Thiệt tình. Sư phụ, người... Sư phụ, ra rồi kìa. A-di-đà-phật. Chúng tôi là Hòa Thượng Đông Thổ Đại Đường, đặc biệt đến thỉnh giáo Pháp Sư. À, đây là Hòa Thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường đó. À, chúng tôi nghe nói Đại Sư cao minh, đặc biệt đến thỉnh giáo Đại Sư. Đại sư tại thượng, xin nhận đệ tử một lần. Đừng mà. Vậy xin mời, xin mời. Đã để mọi người chờ đợi lâu, tất cả đều tại tiểu nữ nghịch ngợm của tôi. Xin mời. 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 Mời an tọa. Mời, mời. Ngồi đi. Mời. Đây là hai đệ tử của Bần Tăng, một người là Ngộ Không, một người là Ngộ Tuệ. Đại Pháp Sư xin mời. Đại sư quả nhiên phi phạm, Trung Quốc có đại sư khiêm tốn hiếu học như ngài, đạo Phật nhất định hưng vượng, nhất định.
thành ý của Huyền Trang làm cảm động Bà La Môn đối địch Phật giáo, phá lệ nhận làm đệ tử. Trong không khí hòa hợp dung hòa, Huyền Trang đã học được thành quả nghiên cứu đặc biệt chỗ đại sư Nhân Minh học. Công nguyên năm 636 đến năm 640, Huyền Trang không thỏa mãn cái học ở Na Lan Đà Tự. Năm năm đó, Ngài đi khắp ngũ Ấn Độ, đến đâu học đó. Mùng 8 tháng Giêng trở về Na Lan Đà Tự. Lúc này Huyền Trang đã muốn trở về Đông. Năm đó Huyền Trang 41 tuổi. Ngô Tổ Quốc luận chiến đã ngưng lại, đành đợi sau này thảo luận tiếp. Phật tổ lập giáo, quan niệm đã không hỗ trợ nhau. Người không thông, cố chấp đã gặp, mới có tranh chấp như hôm nay. Thực ra do đời sau truyền sai, nếu không sao Phật tổ người truyền thụ không giống nhau. Nên đệ tử viết một quyển hội tông luận có 3.000 tụng, xin giác hiền pháp sư chỉ giáo. Tốt quá rồi, ta sẽ đọc thật tỉ mỉ, sau đó chuyển trình với hiền pháp sư. A-di-đà-phật. Không có gì. Sư phụ à, bên ngoài có một ngoại đạo đã viết 40 luận đề cáo thị, nói là có người nào phản bác một điều, hắn cúi đầu cảm tạ. Có người ngông cuồng như vậy. Đi, chúng ta phải đi xem. Hai vị đợi một chút. Ta nghĩ là không ai dám tới. Đúng rồi. Đúng rồi. Luận đề này thâm ý sâu xa. Đúng đó. Đâu có ai dám phản bác. Đúng rồi, cao thâm thiệt. Đúng rồi, cao thâm thiệt. Không ai dám tới đâu. Để chờ xem thử coi. Đúng đó, rất là coi cao nè. Nhìn đi. Đúng là cao thâm quá ha. Không ai dám phản bác lại đâu. Chứ còn gì nữa đó, không ai dám tới đâu, đúng vậy. Còn cái gì nữa? Ta nghĩ là không ai dám tới. Ê, có người. Là cái này phải. Dạ đúng vậy. Còn hãy xé nó đi. Dạ. Người là ai dám xé luận đề của ta? Tăng nhân Đại Đường Huyền Trang. Huyền Trang? Đúng, bần tăng là Huyền Trang. Bần tăng đã nhớ 40 luận đề của ngài. Bây giờ chúng ta luận bàn từng điều một. Đã nhớ tất cả. Người nói tự tin di đại, đại có tam thừa. Vậy thì nước, lửa, gió, đất, tại sao đó là bốn? Đúng rồi đó. Đúng vậy. Thứ hai, ta đã đọc thúc luận tụng của các người. Các người nói tất cả pháp có thể lập ra 25 đề. Vậy người... Ngài đừng nói nữa, ta vẫn thua rồi, ta vẫn thua rồi. Không ngờ đại sư quyên bác như vậy. Đại sư, tôi nguyện lấy đầu cảm tạ. Đạo Phật không cho sát sinh, ta phạt ngươi làm nô bộc, nghe ta sai khiến thế nào? Tạ ơn đại sư không giết, tôi nguyện làm nô tài. Tôi nguyện làm nô tài. Đứng lên, đứng lên. Tạ đại sư. A Di Đà Phật, mời vào trong nói chuyện. Dạ mời.
Nào ngồi đi. Nào ngồi, ngồi. Đa tạ. Sao người dám tới Na Lan Đà Tự giáng cáo thị? Tôi nghĩ nếu lấy đầu cảm tạ thì không ai dám tới. Không ngờ một tăng nhân đại đường dám xé tờ cáo thị đó. Pháp sư học vấn uyên bác, lời nói sắc bén, tôi phục rồi. Đây đúng là thần, tôi phục rồi. Ngươi sai rồi, ta còn kém xa. Xem luận đề của ngươi hình như có nghiên cứu qua giáo lý đại thừa, ngươi có thể dạy cho ta không? Hả? Kẻ thua mà dạy người thắng, nô bộc mà dạy chủ nhân, ngoại đạo dạy Phật giáo, tôi thật sự không dám nghĩ tới. Không dám nghĩ tới đâu. Thật sự tôi không dám nghĩ tới đâu. Trung Quốc chúng tôi có câu: người có khả năng làm thầy, không ngại hạ mình hỏi, có gì không được chứ? Tôi đồng ý. Đứng lên đi. Tôi đồng ý. Đứng lên. Sư phụ, đồng tử Dương cho người đến đón chúng ta. Mau chuẩn bị đi. Được thôi. Sư phụ à, sư phụ, hãy dẫn tôi đi theo đi. Tôi nguyện đi theo sư phụ, người dẫn tôi đi với. Sư phụ, đứng dậy đi. Người đã tự do rồi. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Người hãy về nhà. Đi đi, đi. Dạ. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng cô gặp được pháp sư rồi. Mời. Mời. A-di-đà Phật. Mời, mời ngồi. Mời ngồi. Mời. 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 Bổn vương phát nguyện, vì pháp sư tu sửa tự viện, tôn pháp sư làm quốc sư, giáo hóa quốc dân. Bần tăng tuân theo vương mệnh, nguyện vì quý quốc truyền pháp giảng kinh và học hỏi cao tăng quý quốc. Khi học đạo xong sẽ trở về nước. Về nước à? Nếu phát dương Phật pháp thì ở đâu cũng là công đức đạo Phật. Pháp sư đâu cần nhất định phải trở về nước. Quyền Trang không bằng gian khổ đi Tây thỉnh kinh, mong muốn dẹp bỏ mọi nghi vấn, tìm ra cái đúng. Chỉ có về Đông Thổ mới hoằng dương Phật pháp. Trước đây bần tăng tự ý xuất quan, tội đáng chém đầu. Nhưng hoàng thượng cho người truyền khẩu dụ cho một mình bần tăng xuất quan. Còn tặng vật này. Tất cả đều ở trong này. Dân nước ta thịnh truyền Tần Dương phá trận nhạc. Tần Dương là vua của nước nào vậy hả? Tần Dương là thánh thượng của Đại Đường. Khi được thái tử được phong là Tần, gọi là Tần Dương. Việc này khí thế hào hùng, âm luật uy hùng, sao động lòng người. Nếu không phải người đại đức đại trí thì sẽ không được tán tụng như vậy đâu. Thánh thượng
thiên chất thông minh, văn võ song toàn, hùng tài đại lược, kính ngưỡng tam bảo. Bây giờ vạn quốc đến viếng, đúng là minh chủ sáng suốt. Hồi tốt, ta nhất định phái sứ giả viếng thầm quý quốc, diện kiến quốc vương anh minh này. Xin pháp sư nán tại đây giảng kinh cho ta. A Di Đà Phật. Ta đến Đồng Tử Quốc cũng đã hơn một tháng, con đem tam sinh giới trình lên đại chương và hãy lựa lời nói từ giả. Sư phụ à, sư phụ, có chuyện gì? Hiện giờ trong triều truyền nhau sẽ đánh trận đó. Tại sao như vậy? Nói mau. Giới Dực Dương chinh chiến trở về, nghe nói pháp sư được Đồng Tử Dương đón đi, giận dữ lập tức cho người đến đòi người. Đồng Tử Dương đã giận dữ nói: Quyền Trang pháp sư là do ta mời đến, lấy đầu ta thì được, muốn pháp sư tuyệt đối không được. Tại sao lại đánh trận vì ta chứ? Đồng Tử Dương dám vô lễ như vậy. Đúng là tức chết gì được mà. Đại Dương bớt giận. Đại Dương hãy phái người đưa chiến thư cho Đồng Tử Dương đi. Ngài nói đi. Người đâu? Dạ. Ngài bây giờ qua Đồng Tử Dương võ thám để xem hắn nói như thế nào. Tuân lệnh. Đại Dương. Ngài hãy chịu thua đi. Giới Dực Dương chúng tôi rất giận dữ, đưa người hay đưa đầu đây thì tự ngài cứ quyết định lấy đi. Xin chuyển lời với Nhật Dương, Đại Dương không có ý ép giữ Quyền Trang pháp sư đâu. Người đợi ngài giảng xong kinh cho bổn dương rồi thì sẽ đưa ngài đến chỗ của Đại Dương. Sư phụ à. Sư phụ. Nói không chừng Giới Dực Dương sẽ nghĩ thông cho chúng ta trở về. Việc này cũng có khả năng này. Vậy hai con mau chóng đi chuẩn bị, chuẩn bị rời khỏi. Dạ sư phụ. Nhanh lên, nhanh lên. Pháp sư đến rồi. Hả? Tấn kiến đại pháp sư. A Di Đà Phật. Mời, mời. Mời. Mời đại pháp sư. Mời. Ngưỡng mộ đại đức của ngài đã từ lâu, trong cửa Phật xuống tôn pháp sư là hùng sư. Ngài đem từ dân pháp ngữ đến nước này như là đem phúc trạch vô hạn cho thần dân của ta vậy. Đại Dương đã quá khen. Mời đại Dương.
Mời pháp sư. Đồng tử Dương tới rồi. Chắc là đại dương có thể hiểu tấm lòng thành của đồng tử Dương. Đại sư vừa đến, ta đã sớm nguôi cơn giận rồi. Dương huynh, mời vào. Tạ đại dương. Mời. Dạ mời. Như vậy mới phải. Ta nghe đồng tử Dương nói là phái sứ giả đến đại đường. Ta cũng cho sứ giả đến đại đường. Thiên tử đại đường đúng là vị vua thần võ, khiến cho bổn vương rất khâm phục. Vua tôi hoan nghênh tứ phương, lễ nghi kính trọng, có lòng hướng thiện. Các nước, các tộc, các tông phái đối đãi như nhau. Mong sứ thần quyết quốc sớm ngày khởi hành. Được, vậy quyết định đi. Lần này bổn vương vội vàng nghênh tiếp ngài, chính là muốn cùng luận bàn chiến sự. Đệ tử đã quyết định vì pháp sư mở đại hội ở Khúc Nữ Thành. Quyền Trang nhân cơ hội này học hỏi các sư. Tốt lắm, quyết định vậy đi. Mùa xuân trong nguyên năm 641, mở đại hội ở Khúc Nữ Thành. A-di-đà Phật. Quyền Trang vui được các sư Na Lan Đà Tự chỉ giáo nên dội đến đây. Với Nhật Dương tổ chức đại hội cho đại sư, đại hội rất long trọng. Ngũ Ấn Độ trước nay chưa từng có. Đại sư đúng là danh tiếng giang xa. Luận văn của đại sư sớm viết xong rồi có phải không? Xin chỉ giáo cho. Bần tăng sẽ cho người sao chép lại, tặng mỗi bộ một quyển. Văn chương của đại sư, bần tăng xin tình nguyện thay ngài tuyên đọc nó. A-di-đà Phật. Đại hội lần này đến từ ngũ Ấn Độ, có hơn ngàn người nghị luận, cùng nhau tranh luận. Trong đó bao gồm học giả các tông phái, cao tăng đại tiểu thừa và quân chủ 18 nước cùng đến đại hội. Gọi là ngoài trời là bất cứ người nào, thân phận thế nào, chủng họ đều có thể tham gia biện luận. Lần này Quyền Trang làm luận chủ đại hội. Đại hội Lộ Thiên chính thức bắt đầu. Mời Quyền Trang pháp sư an tọa. Mời các vị an tọa. Nam mô A
Love.